Mi ở nhanh ấy. Dụng thu thủy 45 này. Một nốt đi, gửi hàng chật lắm rồi. Xong một đứa ra đẩy len cho chị nhá, hết rồi đây này. Đẩy đẩy chỗ len ngoài kia vào đây chị bán nốt. Thôi dạ thì tốt cực. Bạn bảo là thôi em chỉ báo chị xem vậy thôi, chứ bên em mua chị nhiều lần rồi. Ai lần nào cũng ok lắm, chắc này có sơ sót. Thôi cứ thích tiền nhá. Ai bảo sửa ấy được. Chị thích tiền trừ vào đơn sau cho em nhí được không? Tâm Lan. Nhà ngoài thích bao tiền mua người. Hello cả nhà, vào xem lại giùm em nhá. Hồi vậy đấy. Sao mày keyboard thế hả Tâm Lan? Em không biết thích. Bây giờ thế hỏi nhá, cả cái áo người ta không mặc được. Chị không biết bạn thì có giặt được không, bạn gì còn chưa thì bảo gì. Thế gì? Chị hỏi xem mà. Nó bị mặt trước luôn ấy. Chị cứ à, chị để em kê bên đấy. Nó không nói đâu, bạn ấy bảo bạn không ấy đâu. Bạn không ấy biết, em chẳng biết phải thích như nào. Nói chung là cái đấy là áo đấy là 135. Anh chị 35.000 nữa còn lại chị. Ok. Chị cũng bằng tiền cứ gửi lại. Nhé Tâm Lan nha. Hello, rồi ơi, vào xem lại dùm em. Hôm nay ai mà không xem thì tiếc lắm. Thôi con lên vàng đây nhở. Lên ép này. Mọi người vào xem lại live stream nhá. Hôm nay em xả nốt này. Để hôm sau khui hàng mới về hết chưa? Cũng không nhiều lắm đâu nhở. Ơ, có một cái váy đỏ này. Giống cái màu đen vừa nãy này. Mọi người chia sẻ livestream này lên 150 người nhá. Lên 150 người em sẽ xả một món siêu phẩm cực kỳ rẻ luôn. Cực kỳ rẻ và tặng một vài sản phẩm len cho mọi người. Chia sẻ livestream rồi em sẽ chờ đông đông vào rồi em phát nhá. Chia sẻ mạnh tay lên cho em nào, những ai đã chia sẻ thì comment là đã chia sẻ nhá. Đã chia sẻ giúp em này. Các chị ơi, hôm nay hầu hết là em bán sale giá cực kỳ rẻ nhá. Thế nên là những ai đã chia sẻ thì em mới chốt đơn thôi ạ. Hôm nay bán chủ yếu là tri ân. Nên là những ai đã chia sẻ thì comment là đã chia sẻ để em ưu tiên chốt đơn cho mọi người nhá. Nói chung hôm nay vào mua thì được cái giá rẻ lắm. Hôm nay em dọn hết chỗ này. Ôi, con này đẹp quá. Hôm nay tí nữa sẽ khui cả một ít siêu phẩm ra sale của mọi người luôn. Ok, nhanh tay chia sẻ nào, em sẽ bán luôn thôi. Em sẽ bán luôn và ở cuối livestream chị nào chia sẻ nhiều nhất em sẽ lọc ra tặng một chiếc áo nhá. Ok chưa? Em sẽ search ra tìm tặng một chiếc áo cho nhanh. Chơi game lâu lắm. Mà hôm nay xả nhiều thế này cả một núi cơ, chắc còn hơn 100 cái nữa. Hơn 100 cái nữa em xả nốt để cho nó rộng ấy để khui hàng mới nhá. Ok. Đầu tiên là đến với chiếc áo len ép này nhá. Áo len ép màu vàng. Áo len ép màu vàng 130.000 này, 130.000. Chị nào lấy comment là AL1130 giùm em, màu này thì cực kỳ tôn da, nó là màu vàng nghệ nhá. 130k, em ơi xem clip chị nhá.
đi bọn chị comment nhá. Thì nó chơi game chắc không đồng sau. Áo len 130 violet salem 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 chân này. Violet salem chân này, chị gộp đơn với ai ấy, trang gì ấy. Một cái váy len màu mận nhá. Cái váy len màu mận 130 luôn này, 130k giùm em luôn nhá. 130k giùm em, giống giống con màu rêu vừa nãy, nhưng đây là màu, đây là màu màu mận thôi ạ. Váy len nhá, 130k. Váy len 130k, ai lấy comment 130 kèm số điện thoại giùm em. 130 kèm số điện thoại giùm em nhá. Ai lấy comment 130 kèm số điện thoại, ship từ 30 đến 35.000. Các chị mua 2 3 chiếc vẫn giá ship như thế nhá. Nên chẳng tội gì mà không gộp đơn. Bên em chịu ship của mọi người nên mới có cái giá như thế thôi, chứ bình thường thì không có cái giá ship như thế đâu ạ. À thôi, cái này fix sale 10, sale thêm 10k còn 120, chị nào lấy luôn này. 120.000 cho em nhá, 120.000 chất lên cực kỳ đẹp, màu rượu mà cực kỳ tôn da, 120 thôi. 120.000. Trần Thùy gộp đơn 120 em ơi. Một con bomber. Một con bomber nhá, bomber chất nỉ à, chất chất kiểu xốp xốp này. Một em bomber. Ôi, hai lớp nhá, một lớp lưới bên trong. Em bomber này đẹp dã man luôn, chất đẹp ý ạ. Em bomber này nhá. Bomber này 230.000 này, chất cực kỳ đẹp luôn. Chất cực kỳ đẹp, các chị cứ nhận hàng đi rồi cho em cái feedback nhá. Nó đơn giản nhưng mà nó dễ mặc ý ạ. Đây nhá. Bomber chị lấy thôi, em sale luôn, còn 201 đi cho nhanh. Bình thường là bán 206 đấy ạ. 201 nha, chất đẹp lắm. Hàng nỉ xốp dày dặn. Này, sale còn 201 nhá. Con này gọi là siêu phẩm luôn đấy, đẹp, dễ mặc. Các chị ấy thích kiểu ấy sao? Cái váy len này nhá. Cái váy len chị nào size S mặc vừa này, đẹp dã man luôn. Cái này mất hai cái khuy ở đây, em sẽ đính hai cái khuy này sang đây cho mọi người luôn. Thì coi như ở túi áo và túi váy, cái túi là túi ảo thôi, túi giả thôi, nó cũng không có khuy đâu. À tức là nó cũng không có ngăn đâu. Thế nên là em sẽ sale luôn con này này. Sale luôn em này 130.000. 130.000 chất cực kỳ đẹp. Con này mặc lên thì sang, đừng hỏi luôn. Em sẽ khâu lại khuy cho mọi người ra đây nhá. Em sẽ khâu lại khuy cho mọi người, và chị nào lấy để 120.000 luôn. Nhưng mà con này size S thôi, đẹp dã man. Nhưng mà size S 120.000 đẹp dã man luôn nhá, chất đẹp lắm. Một quang khoác len màu đen, vừa nãy bạn nào tìm khoác len đen, con này bị khách ao này, chị nhớ. Chị Vũ Hải bảo qua kho này. Set vest 139 còn nhá, cà chua bi ơi. Lấy màu gì thì comment kèm số điện thoại giúp chị nhá. Thích chuột ơi, thích chuột comment bình thường được không? Comment kiểu đấy, tí nữa cái phần mềm của mình ấy nó không lọc được cái hình hình như thế. Đây nhá, cái khoác len màu đen như em đang mặc này. Chất dày lắm luôn, 130.000 này. Chị nào vừa lên tìm khoác len đen nhỉ? Còn màu hồng, màu nâu, màu đen nhá. Em xem lại like, xem lại live stream trước dùm chị nha em ơi. Còn hồng, nâu, đen đầy đủ màu. Em xem lại cái live stream trước nhá, ngày live stream ngày thứ 7 có. Cái khoác len là 130.000 này, ai lấy comment khoác len 130. Chị Hiệp Trương khoác đen để số cho em này, vừa nãy hình như chị bị ẩn comment đúng không? Em ấn vào cũng thấy bị ẩn. Chị Hiệp Trương. Máy em không ghi được số cơ, máy hỏng à. Khổ thân. Thế thôi cứ chốt cho bạn cái đấy đi. Thích chuột là 120 cái váy len. Còn chị Hiệp Trương khoác đen để số cho em mới. Xếp tỉnh từ 30 đến 35.000, nếu đơn của em to quá thì vui lòng để bên chị tách đơn và chịu thêm một phần tiền cước nhá. Nếu đơn bị to quá thì nhà em không gộp được đâu. Mọi người thông cảm nhá. Đây cái áo len này. Áo len màu xanh. Áo len ở ngoài màu đẹp mà ở trong này nó màu làm sao ấy. Ở ngoài là màu kiểu vàng mù tạt đấy ạ, màu đẹp dã man luôn nhá. Mặc trắng lắm. Áo này đẹp dã man này, tay bom nhá, tay bom. Áo này 150. Áo này 150.000. Đây là mình đang bầu, mình mặc vào nó còn thế này nhá. Đây. Các bạn có thể mặc suông xuống này. Len độ dài chính xác là như thế. Nhưng mà do cái chân váy này mặc suông như thế không hợp. Bạn nào lấy cái này 150k nhá. Ai lấy cái này 150? Phương Linh ơi, chị chưa chốt đơn vừa nãy cho em đâu. Bởi vì vừa nãy em không để số điện thoại nên chị không chốt được đơn nhá.
Này tay bom cực kỳ đẹp luôn nhá. Mặc xịn lắm. Chẳng qua em đang béo, mặc không ăn thua. Cái áo len đỏ này xả 70 nghìn. Ai lấy comment áo len 70. Ai lấy cái len này 150 nghìn để số nhé. Em cam kết chất đẹp, các chị nhận hàng không đẹp trả lại cho em nhá. Cái áo len vàng này vì sao lại có giá 150 nghìn? Không dưng mà tự dưng đang sale có giá 150 nghìn đâu ạ. Quan trọng là các chị không sờ được chất ở ngoài. Mà ai mua quen nhà em thì biết thừa, nhà em lúc nào cũng bán hàng theo chất. Còn như những cái mã này chất cũng rất ok mà sale nhá. Sale còn có 70 nghìn thôi. Chị Trương Loan lấy len len vàng này. Cái này 50. À đâu 70. Cái len đỏ 70 nhá. Khoác len 60 ngàn thôi. Khoác len này sale 60 nghìn. Cái vàng hết mất rồi chị ơi. Chị Trương Loan à? Lấy à đâu chị gì lấy cái len đỏ 70 nhỉ? Thuy Loan ạ, à, chị Thuy Loan ạ. À. Cái này 60 này, chị lại khoác len nhá, size S thôi. 60. Ui. Em bày. Anh Công ơi, em đây. Em đây. Giá? Anh gọi nhầm à? Em Lan Anh mà. Ơ anh gọi nhầm. À vâng. À, cho anh nhầm. Dạ em đang đi làm, em đang bên kho. Vâng, dạ vâng. Dạ vâng ạ. Vâng, em chào anh, vâng. Trời ơi, không hiểu bọn cái bọn làm kính gì không biết. Cái vàng hết rồi ạ, khoác lên 60. Chị Quỳnh bấm mà lấy để số cho em nhá. Cái áo len tím này, dáng này, vạt này, xinh chưa? Ôi. Không phải, tưởng bị bật. Đây nhá, cái này nhá. Nó hơi bị một lỗi một tí ở đây này. Nhưng mà cái này em móc lại chắc chắn là không lộ cho mọi người luôn. Cái này móc cực kỳ dễ. Ui em ơi này. Phí chưa? Bị cả cổ. Phí ơi, bị một tí cổ vứt đi à? Đẹp vậy. Cái bị lỗi này, nhưng mà cái này sửa được không nhỉ? Phí lắm, chất lên đẹp. Em bỏ bọc từ thiện cho chị cả. Để sửa đi, không cho người ta đỡ phí. Cái váy len màu rêu này. Cho chị cái kéo với. À thôi đây. À mà không được đâu. Được. Cái váy len màu rêu nhá, này có hai cái túi. Chị Quỳnh bóng kìa. Thôi cái này em mang đi, em sửa lại xong rồi cho các bé ở vùng cao ấy. Nhà em hay làm thế mà, mấy cái len. Tức là chất rất là đẹp, chẳng may bị lỗi mà sửa được, bán thì không được thôi. Chứ còn cho mọi người mặc thì đẹp. Chất đẹp mà. Cái váy này nhá. Vừa rồi bao nhiêu khoác đẹp thì bị ăn. Đây nhá. Cái váy len màu xanh chị nào lấy em để 110.000 này. 110.000 nha. 110.000 váy len màu xanh. Ai lấy comment 110 kèm số điện thoại này. 110 kèm số điện thoại cho em. Đây là một con nỉ. Nỉ dáng váy. Nỉ dáng váy có hai cái khóa hai bên này. Có hai cái khóa hai bên nhá. Rêu. Mỹ Dung. Đây nhá. Con nỉ này. Nhìn đẹp nhá. Ai lấy em để 120.000 thôi, 110.000 luôn đi cho nhanh. Nỉ xốp nhá, tay lỡ này. 110k. Ai lấy comment dùm em 110k kèm số điện thoại. Ai lấy comment nỉ 110 nhá. Nỉ China Bu. Em ơi đuôi chị nó có bị bẩn ở đuôi không? Cái đuôi váy kìa. Đúng không? Có mép đi. Đấy. Đây. Chị Nabu ơi, nó hơi bị ở đây nhá. Nếu mà chị vẫn lấy thì em fix cho chị còn 90 nghìn này. Chị giặt cho em là giặt ra đấy. Cái này là nó bị cọ vào cái đồ kiểu ở đất ý. Đây này. Em nhé, em đang để đồ ấy, nó chắc nó bị cọ vào thôi, một tí thôi này. Nếu mà chị lấy em fix còn 90 nghìn nhá. Kéo len đen trơn này, 80 nghìn. Bán cho nhanh đâu chứ chắc lên ép. 80.000 nhá, 80.000 chất len ép. Ai lấy comment là AL80. Ai lấy comment AL80 một con khoác len đỏ này. Ok, fix còn 90 em ơi. Em đi chứ fix ở đây nhá. Cái khoác len đỏ này nhá, khoác len đỏ này. Khoác len đỏ này chị nào lấy em để 130.000. 130.000, cái này về cắt lông qua cho em. Nhưng mà thực ra là chả cần đâu. Không cần, không, nó không cần thiết lắm. 130.000 cái khoác len này nhá, 130.
áo len 80 của Mai Mít. Mai Mít có đơn rồi đấy, một có mỗi một cái thôi. Nỉ kẻ này, nỉ này 80.000. Cũng chất len ép nhá, 80.000. Ôi, hơi bẩn cổ ấy tí sao nhỉ. Đây này. Đây. Nó bị một cái chấm ở đây, chị nào lấy em để 50.000 nhá. Áo len 50k. Áo len 50k. 50k, ôi con này đẹp quá. Em này nhá, len body màu cực kỳ tây luôn nhá, 80.000 này. Áo len 80. Áo len đỏ 63 cân vừa không? Không vừa đâu, chắc nó mà tay mà bé thì mới vừa thôi. 50k chị Na bùi à. Cái này nhá. Cái này giúp em này. 80.000 con này đẹp lắm, yên tâm là mặc lót bên trong để. Cái gì đây? Vũ Lan Hương 3,5 đi. Cái này mặc lót bên trong cực kỳ ok luôn nhá. Mặc mà các chị để mặc lót bên trong để mặc áo dài cực kỳ ok, cẩn thận đổ. Đang muốn lấy đồ trong này nữa. Một con váy len cổ lọ màu đen. 80 là cái gì? Hà Hoa Hoa Đàm 80. Hoa Hoa Đàm. Cái váy len cổ lọ này. Cái váy len cổ lọ chị lấy em để 130.000 nhá. 130.000 vạt ngắn vạt dài đấy. Cái này phải mặc quần sóc dạ bên trong đẹp. 130.000 nhá, đã cổ lọ lại còn có 130 chất len đanh lì nhá. 130.000 thôi, chất đẹp lắm. Xem kỹ livestream rồi hãng chốt giùm em nhá. 130.000. Em này đẹp nè. Tôi cảm giác nó chất nó hơi bị sần sần. Cái len này là len đan, không phải là cái len ép. Em này đẹp nhưng mà người ai phải nhỏ nhỏ mặc mới đẹp, như em thì mặc chắc chắn không đẹp, và mặc thử với mọi người xem thôi. Ôi cái váy len cổ lọ không ai mua. Em thề luôn, cái váy len cổ lọ 130 nhá, đi vào mùa ấy, 180-190 là chuyện bình thường, cổ lọ mà. Làm gì có giá 130. Đây. Nó vạt lệch nhá, cái này người chị nào bé mặc mới đẹp cơ, màu này thì cực kỳ tây luôn. Cái này đặc điểm nó là len đan nên nó không thể lì được nhá. Chị nào lấy em để 90.000 này. 90.000 nhá. Đây là len đan chứ không phải là len ép. Len đan nhá. 90.000, dày. Rất dày. Len đan người bạn nào bé bé mặc sẽ rất là đẹp. Mai Mít lấy len cổ lọ. Cái đấy là váy len cổ lọ đó cơ, chứ không phải là len cổ lọ không đâu. Cái 90.000 giảm còn 80.000 cho ai lấy nhá. 90.000 giảm còn 80.000 cho ai lấy. Cái này là cái gì đây? À, khoác len. Hoa chua. Hả? Khoác len tay lỡ như này nhá. Khoác len tay lỡ tua rua này. Khoác len tay lỡ tua rua này. Chị nào lấy cái này em để 80.000 này. Khoác len 80.000 nha, tay lỡ nha, mặc mùa này được rồi, 80.000. Một con len theo. Một em len theo 150.000 này. Len theo 150.000 nhá, len theo hoa cực kỳ đẹp luôn. Cái này khoảng 57 58 cân đổ về ok. Len theo dáng váy luôn nhá. Dáng váy luôn nhá, 150.000. 150.000 nhá. Ai lấy comment 150 kèm số điện thoại này. 150. Khoác len ép màu xanh. Khoác len ép hôm nay em sale còn 120. Bình thường con này là 220, không phải 120 đâu. Khoác len ép sale còn 120.000 này, sale nhanh luôn. Nhưng mà em sợ tay bác không vừa ấy chị ạ. Đây này. Cái tay nó không to đâu, vì chất len ép thì nó không co giãn nhiều ấy. Thì em sợ là không vừa. Hai chị lấy cái này cũng đẹp. 120 nhá. 120.000, cái này thì rộng rãi hơn, cái kia thì form hơi bé. Sợ người mà to thì khó mặc á. 150 là cái gì đấy? Anaha, cái len theo đúng không? Anaha, cái len theo nhá, con len xanh này cực kỳ đẹp. Bình thường là bán trên 200.000 nhá, chất len ép nhá các chị nhá. Chất len ép bình thường là bán ít nhất là 180-200. Đấy là cái giá trung bình của len ép. Khoác len ép nhá. Ê, tâm đan ơi em gỡ cho chị cái này ra đi.
có khóa, thế cái đỏ vừa nãy cũng không có khóa mà. Để em tìm nó có cái nào. Em lên này nhá, cái hình có vẻ hơi bị mờ mờ. Nhưng thực ra ai mà không kỹ tính quá thì sẽ coi đây là cái hình nó kiểu thế luôn. Chị áo lấy em để 60.000 chất len ép này. 60.000, ai lấy comment là len 60. Len 60 giùm em nhá. Len 60. Cái đỏ đấy là cổ vét nhưng mà không cài khóa chị nhá. 60. Chị Nabu chốt 60. Cái váy này nhá, à cái khoác len này 120.000 này. Khoác len nhá, 120. Ai lấy comment là 120 kèm số điện thoại giùm em. 120 kèm số điện thoại. 120 nhá. Em ơi từ thiện này. Ồ. Em này đẹp quá trời luôn. Chắc là chị Hải qua lấy hàng. Chị ơi, nick là chị Vũ Hải à chị? Vũ Hải qua lấy hàng. Con này chắc em mặc chật nhưng mà len 80 là cái gì đấy? Bán rồi à? Đúng không? Cái váy len này chị nào gầy hơn em mặc đẹp hơn nhá. Em đang bầu nhá. Mặc hơi chật. Nhưng mà đây này, bên trong lót một lớp bông cực kỳ ấm luôn. Cực kỳ ấm luôn nhá. Chị nào lấy cái nỉ này em để 120.000. 120.000 nhá. Nỉ mũ. Nỉ mũ răng váy nhá. Chị nào thấp hơn em, em cao 1m63. Ok chị Nabu. Nỉ đẹp này. Bên trong này, bên trong lót bông nhá. 120 cành. Quá đẹp luôn, dáng váy nhá. Đây là do em 1m63 mà em cũng người cũng hơi to, đang bầu nên mặc nó sẽ không được suông hẳn. Chị Nabu lấy cái khoác lên đỏ này. Lấy chị 120 thôi. Là lỗ luôn á. Lên một con, ui con này đẹp thế. Em này để chụp ảnh cho chị này. 120 chị Nguyệt Minh lấy cái nỉ đúng không? Chị Nguyệt Minh ơi, chị lấy cái nỉ đúng không ạ? Nhiều đồ quá rồi. Kéo lên nhá. Em ơi lấy xỉ chia lô từ 20 trước nhá. Em có nhận ra chị Huyền đúng không? Khổ. Ai mà không biết. Chị Nguyệt Minh lấy cái nỉ 120 đấy. Ôi. Rõ đẹp. Quay lại con khoác len dằn gì này. Quay lại khoác len này nhá. Màu đỏ. Ở đằng sau có cái con hình Mickey này. Len ép nhá. Khổ lắm hôm nay mẫu nhà em nghỉ. Nên là có một mình làm thôi. Nên là mọi người xem gì chốt gì chắc chắn giùm em nhá. Đây này, con này chất len ép nhá. Chị nào lấy em fix còn 160, sale còn 160.000. 160.000 nhá. 160.000 tuổi bị sale của con này, giá sốc luôn. 160.000. Nó bị lỗ kìa. Đúng không? 160.000. Cái khoác len xanh này á, khoác len xanh này chưa ai lấy nhá. Em lấy cái đỏ cho chị rồi, chốt cho chị 120. Con len này chị nào lấy em để 160.000 nhá. Em này mà các chị đi bốt thì cực kỳ ok luôn. Đùa, con làm gì đẹp dã man không ai chốt. Chân lên ép. Cái áo này sale nhá, sale xả luôn này, 50k. Ai lấy comment 50k. 50k. Chị lấy cái em đang mặc á là nào? Chị comment mã giùm em đi, 160 này. U một con nỉ hồng sao lẫn vào đây ta? Nỉ hồng dáng rộng nhá, nỉ hồng dáng rộng này. Mỹ Duyên 50. Con nỉ hồng rồi nhá. Nỉ hồng này đẹp dã man này. Nỉ hồng này chị áo lấy em để 100. Thôi 90.000 đi cho nhanh, 90. Ok chị Na bu lấy con 160 rồi nhá. Em nỉ này 90.000 nhá. Form rộng.
90. Ôi giật cả mình. Khiếp không được ấy. Chị nhìn đồng chị nhìn chỗ kia tưởng ai đứng đấy. Sợ ơi. Con này nhà chị nào cũng biết cách mặc thì đẹp này. Nhìn đấy. Các chị nhìn thấy không ạ? Đây màu đen nhá. Tay bo lại còn có hạt, đính hạt này. Con này xinh nhá. Em này ai lấy em để 100 ai lấy em này để 140 nhá, 140.000. Con này thì các chị mặc với chân váy xòe thì cực kỳ đẹp luôn. Cổ đính hạt, tay bo đính hạt nhá, chảnh cực kỳ. 140.000. Thích chuột lấy cái khoác len xanh này à? Sale còn 120 thôi em ơi. Bình thường là bán con này là 190 đấy. 190 đến 200 gì đấy, vì nó len ép nhá. Thích chuột có chốt cái này không? Có chốt cái khoác len xanh này không? Mặc lại cho thích chuột xem này. 120. Ok, áo len 140 không ai chốt luôn. Đẹp dã man. Đây nhá. Sọc trắng đen nào nhở? Cái này bị lỗi mà, cái này bị bẩn rồi. Len đen 140 chị Trương Loan. 60. Cái gì? Nhà cái bà bên cạnh này mà lúc mình để một tí nữa. Có ai lấy cái này không ạ? À không, nếu mà cái này em về tẩy được nhá thì chị sẽ sale cho em này. Chị sẽ sale còn 60.000 cho em nhá, bởi vì nó bị cái chỗ màu trắng này này. Bị phai màu ở cái chỗ màu trắng này. Nếu em lấy chị để em 60.000. Cái đấy nó không có khóa cũng chả có cúc luôn. Cái váy này giống cái váy vừa nãy chị Nabu chốt nhưng mà màu đỏ này 60.000. 60 đúng không? Cái váy màu đỏ này nhá, có cái độ ngực ở bên trong luôn. 60.000 nhá, có cái độ ngực bên trong size XS. Con này size bé. Size bé nhá, size S mặc vừa nhá, 60.000. 60.000 này. Thích chuột ok, lấy cái len đấy 60. Chất len thì đẹp lắm, mỗi tội là nó bị phai cái màu sang. Cái len xanh này cũng đẹp nhá, tay loe cho em này. Len xanh rêu tay loe này. Len xanh rêu tay loe sale còn 110.000. Chị nào lấy con em 110.000 nhá. Chị Nabu lấy váy đỏ này 60 này. Cái này 110.000 này. Khoác len màu xanh 110, à, áo len màu xanh 110. Chị Trinh Trinh chốt 110. Khoác len kẻ màu đen, chất len chất len kiểu len chả hiểu đây là chất len gì nhỉ? Nó không phải len mịn đâu nhá mọi người nhá, đây. Kiểu như này đấy, mọi người nhìn được không? Cái khoác len này nhá, chị nào lấy em để 120.000. 120.000, ai lấy comment khoác len 120. Khoác len 120 tay ống rộng nhá, khoác len 120. Khoác len 120. Đấy, một vest, một set vest màu đen, một set vest màu nâu 139.000. Áo xanh này đúng không chị? 120 đúng không chị? Cái áo khoác len xanh này 120 chị lấy hả chị Huyền ơi? Cái này có ai chốt không ạ? Cái này 120.000 nhá. Cái này 120.000. 120 cành. Thì em sẽ lên một ít siêu phẩm. Vẫn đang để trong tải. Áo len đỏ
Chị nào lấy em để giá 110.000 thôi, chất lên cực kỳ đẹp nhá. 110.000 đây là giá xả rồi nhá, 110.000. 110.000 này. Chị Thuy Loan. Cái khoác len đẹp thế mà không ai chốt hả? Đây xem, từ từ nhá, sale nốt chỗ này nhá. Cái này này, cái này size S nhá. Cái này size S, sale còn 60.000 cho chị nào lấy, 60.000 size S nhá. 60k size S. Chị Na Bu, chị lấy cái khoác len xanh à? Em cho chị chưa? Khoác len xanh đâu? Khoác len xanh trong túi đơn mới rồi ạ. Đơn của ai? Của chị Na Bu, chị túi to này. Chắc thì chị đã lấy em xem chị trả lời chưa? Ok, 100 ấy thì đúng rồi em, 120. Đúng rồi em. Cái váy len này màu xanh than pha xanh nhá, 130, chất cực kỳ đẹp. 60 chị Na Bu đi đấy, đây. Cái này nhá, 130.000 này. 130, con này chất đẹp lắm. 130k. Ô con này đẹp dã man này. Thề, chất lên ép. Nói chung rất rất là đẹp. Bình thường len dài phải tầm 160-170 nhá. Hôm nay là bán sale cho các chế thôi. Ui giời ơi, em này đẹp mà cũng phai thôi này, đi làm từ thiện đi. 130 không ai chốt là con này đẹp mà. Váy len đen xòe này. Xinh chưa? Này xinh chưa? Chị áo thấp hơn em mặc đẹp nhá. Chị mấy chị thấp thấp ý, kiểu mi nhon ấy. Mà con này đẹp dã man, nhưng mà con này đẹp không bán rẻ được đâu. 170. 170 Nguyễn Trà My chốt 130 để số đi Trà My ơi. Em này 170.000 nhá, em không bán sale đâu, chất đẹp lắm. Kể cả ôi này, cái váy này mà con bé nào học tầm cấp 2 mặc đẹp nhỉ. Nhỉ. Xinh dã man luôn. Chất len ép nhá, 170.000. Đẹp lắm. 170.000 nhá, chị nào thấp ý, như em là 1m63 là bị ngắn này. Chị nào thấp hơn em thì mặc ok nhá, chất len đẹp lắm, 170. Ai lấy comment 170 nhá. Con váy len nhá, đó là chất len ép luôn đấy, không phải là chất len thường đâu, đẹp lắm. Cái áo len cổ lọ màu hoa hồng này nhá, giá 70.000 này. Áo len cổ lọ này, 70.000. Áo len cổ lọ 70.000 này. Lông nó dính vào đây. 70.000 này. Chị Nguyễn Trà My vào để rồi em. Thấy chưa? Em thấy rồi. Váy len 170 này ai chốt đây à? Không biết ai. Chị ấy chốt nhưng mà không biết có đúng không. Không biết. Con len này 70.000 nhá. Từ từ sau em sẽ lên. Thôi bây giờ đi lên siêu phẩm cho các chị đi. Đúng không sao? Em ơi ra đẩy cho chị chỗ hàng kia vào. Xem có bao nhiêu thì bán nốt, không thì để chị lên thôi. Này, một con khoác lên. Nhưng mà những cái này to lắm, mà gửi cho các chị một mình cái này thì đấy. Cái váy len 170 ai lấy để số cho em với. Dung nhọn à? Dung nhọn ơi để số đi. Con này thì cực đẹp luôn nhá. Em này cực đẹp luôn nhá. Em này cực đẹp, cực dày luôn này. Màu cực kỳ tây nhá, màu nâu tiêu. Nhưng mà con này đặc điểm là chị nào từ 1m6 tầm như em mới mặc được. Form người cũng phải to một chút chứ người bé quá là sẽ không mặc được đâu ạ. Người bé quá thì khó mặc cái áo này nhá. Nhưng mà màu nó rất là tây, cực kỳ đẹp luôn này. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Chị nào lấy áo này em để 280.000. Bình thường đi mua chắc phải 400. 280.000 cái này nó dày không có gì cái áo dạ luôn.
280.000 màu cực kỳ đẹp. 280 dung nhọn nhỉ? 280 không to đâu ạ. Tầm người như em là mặc được rồi, nhìn ở ngoài không hề bị to luôn nhá. Đẹp dã man luôn. Mặc một cái váy màu đen dáng dài nữa ở bên trong nhá. 280. Đẹp lắm. Cái này thì chị không bán được thấp hơn đâu. Nó to, nó dày như một cái áo dạ luôn. Nói chung là chị nào mà mua áo này thì ok của Quát này, Quát qua lấy ạ. À, sale cho Quát còn 260 thôi. Mua nhiều. Thôi lên một con dạ siêu phẩm nhá. Không bị nhăn đấy, để cho mác ghi XL nhưng mà không phải XL đâu, size M được rồi. Cái này là để trong bọc xong rồi đè cái thứ lên này. Đây nhá, con dạ siêu phẩm này nhá. Em dạ này là màu vỏ đỗ, chất dạ ép cực kỳ đẹp này, 450. 450.000. Ai lấy thì em sẽ bớt cho còn 420. 420.000 nhá, quá đẹp luôn, chất dạ đẹp nhá. Và con này tầm size ML là vừa. Size ML là vừa nhá. Size ML là vừa, con này chị có ảnh được không, mình treo lên chị lấy ảnh. 420. Các chị cứ kiểm chất thoải mái này. Đây. Cái len 120 kể đây nhá, còn chị ơi. Mi ơi, mi lấy móc treo luôn chị này lên với. Treo lên nó nhăn ấy, nó nhăn lên nhìn form nó mới không đẹp. Bởi vì các chị biết vì sao không? Bởi vì là em đang mặc đồ mỏng như thế này. Thì bây giờ lên với siêu phẩm nhá. Em đang mặc đồ mỏng nên các chị cảm giác cái áo nó sẽ bị to. Thế thực ra là không phải đâu. Mùa đông các chị mặc thêm váy len rồi các thứ ở bên trong. Chứ không ai mặc một mình một cái bộ như thế này thì chị không mặc có mà chết rét. Không không, chị Trương Loan. Váy len màu cam. Nói chung là tất cả do để trong bọc bị nhăn thôi, chất đẹp lắm. Váy len màu cam 170.000 này. 170.000 nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn. Em thề với các chị, năm ngoái em mua một con này hàng new 550. Dã man. Chị Na Bu ơi, nhưng mà hôm nay nhiều sản phẩm em bán sale thì xỉ gì nữa chị. 170 violet salem chân. Tùy mẫu thôi nhá. Nếu mà chị lấy nhiều thì em bớt cho chị một ít thôi, chứ hôm nay nhặt xỉ trên livestream em cũng không tính đâu, chỉ có chia lô thôi chị ạ. Đặc điểm của hàng này là càng lấy nhiều thì giá. Đặc điểm của hàng này ấy là càng lấy nhiều thì giá nó sẽ càng rẻ. Yếm len màu nâu. Yếm len màu nâu này. Yếm len màu nâu nhá, đẹp dã man luôn này, cũng 170.000. 170.000 xinh nhỉ. 170.000 nhá, yếm len màu nâu này. Có vân vân ở dưới. Ôi trời, lẫn cả phông phủ thế này. Lẫn. Áo bò. Ôi váy bò luôn. Này, váy bò đuôi cá. Váy bò đuôi, dáng đuôi cá nhá. Để này không được. Em ơi, em cài khuy vào chị cả. Cái yếm len của chị Violet nhá, 170. Đây, con váy len này cũng đẹp này. Váy len nhá. Váy len dáng dài này, các chị ơi, có mũ nhá. Và có cái dây thắt eo. À đâu, có cái phần chiếc eo như này này. Các chị mặc lên form là sẽ kiểu như này nhá. Có mũ này. Có mũ các chị hình dung ra không ạ? Cái form này tầm size M là vừa rồi. Cái này nhưng mà đơn mà to quá là không gộp vào đâu chị nhá. Cái này tầm size M này. Cái này tầm size M nhá. Em váy len này giá là 190.000 này. 190.000 size M là mặc được rồi. Cam kết chất đẹp. Không đẹp trả lại cho em nhá. Áo len. Này xinh chưa? Váy len như này. Tay này. Pha ren ren như này nhá. Pha ren ren như này nhá. Cái này giá là 150.000 này. 150.000 tay này. 150.000 nhá. Ở ngoài là màu hồng vỏ đỗ. Cái này đang bị ấy thôi, các chị về giặt giúp phẳng giùm em. Đây là đang để ở trong nó bị gập vào nhau ấy. Được không, tí treo hết những cái hàng siêu phẩm lên em ạ, cho nó hết nhăn đi. Hiểu không? Tâm Đan ơi. Đẹp chưa? Cho khui vào chị. Zen Zenido 150.
Cái áo kẻ nhá, chất đẹp dã man này, mark ghi size XL, nhưng cái này tầm size ML là mặc được rồi, mặc phong rộng cho em. Cực kỳ xinh luôn. Chất len ép nhá. Đây. Này. Nói chung là người chị nào bé lên thì mặc sẽ đẹp hơn, đừng đi so với bà bầu làm gì. Cái áo này nhá, áo này chị nào lấy em để 170.000 hả? 170.000 nhá. Nói chung là các chị cứ nhận hàng đi, chất lên đẹp lắm. 170.000. Chất lên ép nhá, mặc riêng mặc con này không được đụng hàng. Mà mang là mang hiệu nhá. Đây. Không có mắc à? Cái đầm bò đuôi cá này. Em đầm bò đuôi cá này nhá, 190.000 cho em này, chất đẹp lắm. Các chị cứ yên tâm. 42 cân sợ mặc hơi rộng chị ạ. Cái này cái con rộng rộng ở đấy khoảng 5. Em ơi, treo lên chị đi. Mấy cái này đây chị đưa mắc vào. Mà đây này, không ai chốt treo lên chị. Đẹp lắm, con đầm bò này chỉ size SM thôi nhá, pin yếu. 190 của Renido, đẹp lắm. Ôi dồi, các chị yên tâm, đầm này các chị đi mua 400-500 là chuyện bình thường. Sale một con thuốc len màu hồng, chắc cũng cực kỳ dày luôn này. Len ép màu hồng cắm sao các chị chưa? Zenido khoác len ép màu hồng nhá. Chị áo lấy em để 150.000. Nó hơi bị bẩn đây một tí này, về giặt được ấy. Các chị giặt ra giúp em nhá, sale còn 130. Chất len ép phí quá, bán rẻ quá phí. 130 nhá. Huyền qua lấy hàng ấy. Đây nhá. 130. Ơi, ừ. Bà mang ra, bà ra 19 ngõ 1 mua ra cảm nhá. Không, không như nhà khác ấy. Không biết bà đến đây bao giờ chưa, 19 ngõ 1, trong ngõ 1 cô ta cảm tìm số nhà 19 là được. Không phải trên tầng 2 đâu. Ờ, tầng 1 thôi, ừ, ok, ok. Mang đồ của Ngọc Huyền, tầm 2 phút nữa ra. Cái tay nó hơi bị này, chị về giặt cho em nhá, nó cũng mờ mờ thôi ạ. Chốt cho Anaha này, sale cho Anaha còn 120 thôi nhá. Chị về giặt cho em, cái chỗ này nó cũng không lộ ấy. Một tí ở tay. Sao mọc lên mỏng vào con len này nhỉ? Em len này nhá, 50 cành. 50.000, ai lấy comment áo len 50, 50k. Áo len 50k. Con len này cũng đẹp này. Màu tây dã man luôn, thêu nhá. Màu tây thêu em mặc thử này. Mấy con rộng rộng này thì em mặc thử được. Để đây này, ở ngay chỗ sát Huyền này thôi, chị nhìn thấy không? Chuyển khoản rồi ấy. Đây là em đang mặc cái đồ ở bên trong ấy, các chị sẽ nhìn thấy cổ nhá. Nó là kiểu cổ thuyền vintage như này nhá. Áo này 150.000. 150.000 nhá, áo len này vintage này. Còn đằng sau này nói chung là phong ngắn. 150.000. 150.000. Renido thông cảm nhé, tớ lấy mặc là nào. Renido ơi, sao đấy, cái gì đấy? Hoa Hoa Đàm lấy cái gì đây em? Cái này 150.000 nhá. Cái này là kiểu vintage này. Không em ơi, chị nói thật nhá. Chị nói thật. Kiểu gì nếu em mua đơn tầm 500.000 đổ lên, bên chị bắt em cọc thẻ. Nên em có chuyển, nếu mà cùng ngân hàng thì chuyển tiền. Còn đâu ấy, cái tiền ship thu mọi người 35.000 nó chả thấm vào đâu so với tiền ship bên em chịu cho mọi người đâu. Hàng đông nó nặng lắm, một kéo lên 500-700 gram rồi. Mọi người nhá, hàng đông nó nặng lắm luôn chứ nó có nhẹ tênh tênh đâu. Khổ thân tôi lắm cơ. Ôi con váy len này đẹp chưa? Màu tây dã man, bị nhăn. À ok.
Kéo lên 150.000 này không ai chốt á. Ê ơi đẹp mà. Mọi người gu người khác gu của chị thế nào ấy. Treo treo ở đây em ơi. Đây đây những cái này này. Đây đây đây. Để chụp bài. Để mai chị ra chị chụp. Cái váy len này nhá. Cái váy len này chị nào lấy em để 160.000. Alo. Ồ đúng rồi 160.000 quên. 160.000 nhá, đẹp dã man luôn này. Váy len này cũng đẹp. Váy len kẻ này. Váy len kẻ này cũng 160.000 luôn. Bé kim 150k bạn ấy lấy đấy, màu đất đất này. 150, con này cũng một à đâu 150 bé kim mà lấy con theo rồi đúng không? Em theo rồi đẹp mà. Bớt bé kim thêm 5.000, 145.000. Cái len kẻ. Cái đấy treo làm gì em? Em không biết cái nào chị bảo là bỏ ra để treo à? Bé kim là 141 145. Thích chuột lấy cái kẻ ok, thích chuột 160. Bớt cho thích chuột. Thôi rồi, 160 chịu không bớt nữa, định bớt mà thôi. Rẻ quá rồi. Chị Na Bu ơi bảo gì em đấy? Cái này có ai lấy không ạ? Cái màu nâu đất này có ai lấy không? Con len xanh này cũng siêu đẹp này. Nó bị nhăn thôi nhá, đang bị nhăn, đang để trong bọc. Váy kẻ có 160 thôi ạ. Áo len kem hết rồi ạ. Đây nhá, cái áo này nhá, áo này 150.000. 150.000 giùm em nhá, 150. Len thừng màu xanh. 150. Ok, quắt lấy cái nâu đất này cho 160 này. Chân váy nhá. Chân váy ấy, chất cực kỳ đẹp luôn. Chân váy này chị nào lấy em để 150.000, chân váy bình thường đi mua ít phải 250 nhá. Nó chất kiểu nhung nhung ấy. Chân váy 150.000, cạp chun nên cực kỳ dễ mặc. Chân váy 150.000. Ai lấy comment chân váy 150. Cái len kẻ hết rồi cả nhà ơi. Nhưng mà thích chuột ơi, cái đấy là rẻ lắm rồi. Thôi bớt cho thích chuột 5.000. Cái váy đấy thành 155.000, mệt quá. Em mang đồ cho Huyền đi. Con đồ cho Huyền kìa. Ôi bà ơi, các bạn ấy đang ra rồi. Đây đây đây. Ok ok. Đây nhá, chân nhung. Alo ạ. Chuyển chị không biết, em đọc đấy. Hình như chuyển rồi. Cái gì ấy? Tự nhiên alo ơi, anh Tuấn. Ơ cái 150.000 không ai chốt à? Cái len kia em treo lên chị để mai cho bạn đây. Đấy, cho nó nuôi. Đây nhá. Cái khoác dài này. Cái này chất dạ nhá, màu xanh xanh, nói chung rất là đẹp. Chị nào lấy cái này em để 250.000 nhá. 250.000 nhá, ai lấy comment. À đâu, 270.000, quên sorry. 270. 270. Đẹp lắm. Con này mặc kiểu đi bốt cũng đẹp. 270 nhá. 270.000. Hai lớp nhá. Không ai lấy treo lên chị nhá. Nếu không ai chốt mới phải lấy. Thì treo lên cho chị với. Tiếp này. Nhăn đấy. Đây. Em màu đen này nhá. 250. Màu đen này 250.000. Màu đen em đang mặc chật nhá, con này xé thôi. Như em mặc là không cài khuy hoặc do em đang bầu lên bụng nó to. 250.000 này. 250.000 nhá. Ghi lê dáng váy luôn. Này 250. Dung gọn. Dung nhọn lấy 250, ok dung nhọn. Con này là mặc thành dáng váy đấy, các chị mặc một cái áo giữ nhiệt khác màu ở bên trong dung cho em nhá. Chẳng lẽ tôi để cái này tôi mặc tôi vẫn vừa không ạ? Đây này, đẹp chưa? Đẹp chưa? Mặc một cái áo giữ nhiệt hoặc cái áo ấy bên trong xinh, chị cũng thích cái này. Cái này nhá. Cái này chị nào lấy em để 230.000. À đâu 250.000 chứ 230.
250.000. Cô nhà nó hơi bị sần đây một tí rồi, fix rồi. Nó hơi bị sần một tí đây, các chị về cắt lông một tí là được nhá. Thế là chị nào lấy em fix còn 200 đi. 200.000 tròn coi đẹp lắm. 200 tròn nhá. Cái này là em đang bầu mặc nó hơi rộng. 200 tròn. Đây à. Cái này mặc một cái áo bóng bóng bên trong ấy. Đỉnh. Cái áo trơn trơn, à cái áo mà trong trong ấy. Đẹp. Ui sao toàn áo da bị ta. Nhưng mà mấy cái này dày lắm. Bây giờ các bạn ấy gục đơn cũng chẳng gục được cơ em ạ. Em ạ. Vâng, vâng. Ôi con lên sang cái này mày. Hả? Gục các cái áo này. Ờ, không, không gục đơn ấy chứ. Dạ to lắm. Đấy, bà nó già không gộp ở đâu đấy. Nó to dã man. Dày. Cái len xanh này nhá. Đằng sau sẻ vạt này. Đằng sau sẻ vạt. Ai lấy con này 130.000 này. 130.000 nhá. 130. Ai lấy comment 130 kèm số điện thoại dùm em. 130 kèm số điện thoại nhá. Này My ơi. Len đen tay bo này. Ơ sao mọi người đi đâu hết rồi, không ai comment gì đấy. Cái này 130 không ai chốt luôn. Trời ơi đẹp dã man. Các má. Con này cũng 130 nhá. Con này chị mặc cũng đẹp. Chị cũng thích cái này đấy. Mày bầu không mặc được cái thể loại này thôi. Thôi đi sale hàng rẻ rẻ cho các chị nhá. Xeo nốt cái đống kia nhá. Đây này. Cái này phải mặc với chân váy xòe nó mới hợp. Chứ mặc cái này không hợp. Đây này tay bo nhá. Cái này mặc chân xòe xòe ra thì cực kỳ đẹp luôn. 130 len đen. Ai lấy len đen 130 comment nhá. Buồn cười quá, chị nhắn tin là chị buồn cười. Em ơi, treo chị mấy cái này lên. 1, 2. Cái váy lên này. Cái khoác lên đâu rồi đẹp này. Khoác lên đâu rồi đẹp nhá, nhưng mà dày lắm. Em khoác lên đâu rồi đẹp dày nhá. Khoác lên đâu này 230.000. 230.000 này, dày lắm. 230.000 nhá. Ô chưa là mặc ngược. 230.000. Tí nữa treo trong này này. Này rộng à. Đây ạ, 230.000 nhá, form rộng nhá. 230. Ai lấy comment 230.000. Chị buồn cười quá. Không chịu buồn cười. Cái chân váy kìa. Thôi đi xả hàng rẻ tiền nhá. Cho dùng đi đúng không? Nó đổ ấy, nó nặng. Ai chả chúng mày để đến đấy. Cái áo len 50.000 CS này. 50.000 pha sơ mi CS nhá. Để đây đi. 50.000 CS. 50.000 CS. Để giờ lẫn. Bảo làm gì không xong. Chờ một tí nhé mọi người nhé. Kéo lên này nhá. Kéo lên này, đừng đến đấy nữa, nó bảo đổ ra rồi. Đây này, những cái này này chị bảo treo lên, nó không ai treo nó nào. Đây nhá, cái màu xanh này. Cái màu xanh này chị nào lấy em để 100.000. 100k. Chị Hiên đô lấy cái 50 này. Cái này 100k màu cực kỳ mặc cực kỳ tôn da nhá, 100. Vừa nay bán bao nhiêu siêu phẩm thề luôn, cái giá đấy các chị cứ nhận hàng đi. Rồi hãng nhận xét là có đắt hay rẻ.
em nói thật đấy, không phải bởi vì ai mua hàng nhà em thì sẽ biết tính em, không phải ngẫu nhiên mà em lại bán một cái sản phẩm với cái giá tiền như thế đâu ạ. Cái này nhá, cái áo này này, ai lấy em cũng để 50.000 luôn, màu ghi trơn 50.000. Ai lấy 50k nhá. Đây, móc anh cái này lên, cái chị bảo là lôi trong bọc kia ra để móc lên. Một quần váy len màu đỏ. Em váy len màu đỏ, à màu đen nhá. Xòe này. Em váy len này thì là 150.000 này. Em váy len nhá, mặc lên nó xòe ở dưới này. 150.000. 50k Anaha. Cái màu này. 150.000 thủ nhiều không? Đẹp dã man đâu. Xòe thoải mái. 150.000 nhá, váy kèm váy xòe, không phải lúc nào cũng mua được cái giá này đâu ạ. Chị Yên Đô hộp đơn hôm qua chị Yên Đô ở đâu nào? Hôm qua quay đâu? Hôm kia. Khoác len màu hồng nhá. Khoác len màu hồng này. Khoác len màu hồng 130.000. 130.000 nhá, là quá rẻ rồi. Váy đen chị Mai Hoa Farm mà lấy để số cho em nhá. Chị Mai Hoa Farm lấy váy này em bớt cho chị 10.000, còn 140 để số cho em này. Con váy con len này 130, chất len mịn nhá. Cực kỳ đẹp luôn, em thật với các chị, con len dài không được có giá 120, 130 đâu. Các chị cứ ra nhà khác mua đi. Bèo bèo cũng 170, 180 một cái con len dài rồi. Đây là em nói rõ rồi, hôm nay em xả kho em bày bán cái giá này. Gọi là nói đứt cả hơi không được cái gì đấy, gọi là thế đấy. Cái đẹp này. Có cả dây treo trong tủ nhá. Chị Mai Hoa Farm mà lấy váy đen đen để số cho em nhá. Con này nguyên mác luôn. Zara nguyên mác nhá. 150.000 cho em này. 150.000 len mỏng mùa này mặc được rồi nhá. 150.000 nguyên mác xem size gì. Size S nhá. Size S. Mai Hoa Farm lấy váy len đen 140 đấy. Em này 150.000 này, ở trên là len, ở dưới là Farvon nhá. Zara size S. Để số nhá, nguyên mác luôn nhá. Đây, con len này em buồn cười quá không. Con len đỏ này hôm trước ship đến, chị bảo em ơi sao len lại bị xù. Nhưng mà xin thưa là len có mấy loại len cơ ạ. Có len ép này. Có len ép, len đan, còn len có loại len lông nữa cơ. Nhưng mà chị đâu biết đâu. Con này chị nào thích mặc kiểu rộng rộng này nhá. Chị Nga Đỗ có đơn chưa? Chị Nga Đỗ để số cho em đi, em xem đơn của chị với. Cái áo này nhá, chị nào lấy em để 140.000. À đâu, 150.000 chứ, sorry mọi người, 150.000 nhá. Mà cho 140 đi. 10.000 thì làm được gì. 140, con này thích mặc sơ vị cũng được nhá. Hoặc là các chị mặc kiểu như này xong đi bốt xinh lắm. Nói chung là đi mặc cho em cái quần xong ra đi bốt đẹp. Có rồi. Đơn ngày nào chị ơi, đơn ngày nào á? Em này 140.000 nhá, hôm trước chốt tranh nhau ấy. Xong bắt đầu chị kia chốt được, xong bắt đầu lại hoàn. Thôi kéo lên đẹp mà sao không ai chốt nhỉ? Không chốt thì treo lên chụp ảnh cho chị. Lớp ấy. Em ơi này, treo lên đổ dạ này, sắp đổ dạ vào người mi này. Đầy dạ vào. Cái len nặng nặng này các em cũng treo lên đi. Váy len màu hồng. Sale 100.000. Đâu? Đâu? Ui. 100.000. Ai mặc lên có ai nhìn thấy không? Màu đấy thì mấy ai nhìn. 100. Em có thấy chị Nguyễn Thanh, chị Nga Đỗ bảo đó đơn cách đây 3 ngày thì chị cứ để số đi. Cách đơn cách đây 3 ngày mà không để số thì làm sao mà tìm đơn để gộp đơn được. Cái áo khoác len đỏ mỏng này nhá. Khoác len đỏ mỏng này. Khoác len đỏ mỏng 40k. Ai lấy comment là khoác len 40k. Ui quay chán quá. Trái chốt gì chẳng muốn bán luôn. Mà bán rẻ vãi cả. Đã. 40.000 nhá. Chắc là các chị quen mua nhà em với giá rẻ rồi. Nên là các chị không biết thôi, chứ những sản phẩm này ở ngoài không có giá đấy đâu nhá. Chị lấy áo ghi trơn 40k là cái gì? Rồi, cái chị Mai Hoa Farm. Mai Hoa Farm còn mới phải em 140.000 rồi.
Nhưng mà cái áo ghi trơn 40k của người của người khác rồi ạ. Của người khác rồi nha, khoác lên 40k ngọc 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 này. Pin hí chốt cái váy lên hồng 100 này. Có phải bẩn không em? Đây đây. Đúng không? Ô cái váy lên hồng nó hơi bị bẩn một tí rồi, đây này. Nhưng về giặt là dao là nhìn kỹ nó mới thấy nhá. Nên em sẽ sale cái váy lên hồng này còn 60 à còn 7, còn 70 nghìn cho chị nào lấy này. Sale cái váy lên hồng này còn 70 nghìn cho chị nào lấy nhá, đây. Nó hơi bị một tí ở đây thôi. Các chị về giặt là ra nhá. Cái này chị nào lấy em sale còn 7, còn 70 nghìn comment lại cho em nhá là 70k kèm số điện thoại. Hồng ngọc của đơn dư à? Shopee á. Len màu cam, màu cam trơn này. Len màu cam trơn. Len màu cam trơn chất len ép 100.000 cũng sale. Em lấy luôn này. 70 luôn nhá. Cái này 100k chất len ép nhá. Đang bán sale nhá. Bình thường không có giá này đâu. Miami. Thử thiện này. Len body cổ lọ màu đen. Len body cổ lọ màu đen nhá. Này len len body cổ lọ màu đen 130.000. Không thiếu trong tủ đâu các chị ơi. Bình thường cái len này các chị đi mua ít phải tầm 200.000 cũng là ít luôn. Riêng len này nhà em bao giặt máy cho mọi người luôn, 130. Cái này 130.000 nhá. 130k. Màu đen nó bị bóng nhỉ. Nói chung là cái này thì ai cũng cần. Không thể thiếu được cái chứ. Yên đô ạ. Chị Yên đô. Yên đô. Áo len đen họa tiết này. Áo len đen họa tiết này 140.000. 140.000 nhá. Áo len đen họa tiết size M 140.000 này. Cái này tầm size M mặc được. Tay hơi lên lên, nói chung là xinh. 140.000 nhá. 140.000. Để mình tìm nhá. Có một con áo phông Mỹ này, ai lấy để 60.000 nhá. Phông Mỹ dáng váy ai lấy để 60.000 này. Em đưa cái lên 140 đẹp vãi chưởng. Khách cứ chả khứa. Này bị lỗi này. Đây đây này bị lỗi, hình như bọc để bọc lỗi sao em. Bắt cái khuy rồi. Mất cái khuy à. Cái áo len này ai lấy để 40k này. Cái này bị mất khuy. Em ơi nhà mình còn khuy tròn không? Không, một cái khuy ở đây nhá. 40k. Len mỏng. Một con khoác len mỏng này. Xem. Em xem ở trong cái hộp ấy. Cái dung nó để đầy. Ôi khoác len mỏng chất đẹp lắm. Thủy Huỳnh chốt 40. Con này là khoác len mỏng nha, chất đẹp lắm. 80.000 này, 80.000. Ai lấy comment là 80k kèm số điện thoại giúp em. Miami 80k, em đẩy sale thêm mà dài đi này. Đổ đói rồi. Thôi nó sắp đổ đấy, sợ quá. Mình đợi của nó nữa. 80k nhá, màu này đẹp là chị Trương Loan. Bây giờ còn toàn len mỏng hay sao ấy. Len màu xanh trơn. Ôi con này đẹp đấy, 120. 120.000 nhá. Màu đẹp ra ma luôn, 120.000. 120.000 nhá. Nó bị bẩn bụi ấy. Bụi len ấy. Còn đâu chất len nó đẹp lắm luôn. Đây này. Chất đẹp dã man luôn nhá. 120.000. Quá đẹp, chị Trương Loan. Quá đẹp trong một cuộc tình. Ơ đùa chị áo lên đẹp mà không ai mua á. Mặc thử. Áo lên ép 140 nhá.
Ôi xinh dã man luôn, 140.000. Đang bầu mà mặc lên còn thế này. 140k. Đây nhá. Form này cực kỳ giấu bụng luôn, chị nào bụng to không bị lộ đâu. 140. Chị ơi, đồ nãy chị mặc 140 còn không? Em nhớ là sọc ngang. Cái đỏ 140 sọc ngang. À có cái khoác, các bạn tiết đây, đây đây đây. Quỳnh Mai có đơn chưa? Quỳnh Mai có đơn chưa? Quỳnh Mai có đơn chưa? Cái này à, đúng không? Ngọc. Cái họa tiết đúng không? Quỳnh Mai có đơn chưa? Hình như có rồi sao ấy. Quỳnh Mai có đơn chưa nhở? Quỳnh Mai ơi. Hình như rồi ấy. Đẹp quá mà lắm. Mình thế. Còn mấy cái đẹp đẹp thì bị. Áo len trơn này. Áo len, áo len mỏng nhá. 50.000 đẹp lắm. Áo này chị nào mà người gọn gọn ấy mặc với quần len ginh đẹp nhá. Hay là em để 40.000 luôn. Quỳnh Mai là cái màu đen. Vâng, nhưng mà chị bảo chị chưa có đơn. Thì đấy, đơn mới đấy. Quỳnh Mai để số tôi nhá. Ok, Ngọc lấy cái màu đỏ 140 này. Ngọc lấy cái màu đỏ bạn tiếp 140. Em thích váy len gì thì chị tìm mà Tâm Lan ơi. Đẩy cho chị đóng kiểu ở đây mà ơi. Chờ một tí nha. Qua có một con kho len đẹp dã man này. Nhưng mà dày lắm. Cái này không gồm một đơn. À có một con váy len ba lô nhá, chất cực kỳ đẹp. Chất cực kỳ đẹp luôn. Đẩy cho chị cái đống kia vào đây, kìa. Cái váy len ba lô nhá, các chị mặc khoác cái gì cũng hợp luôn, chất cực kỳ đẹp. Chị áo lời em để các chị 140.000 nhá, chất đẹp lắm. 140.000 ạ. À. Không phải thế mà một cái bọc cái đống bóc vào rồi kìa. Đẩy lên đây 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 chị. 140k. Đấy. 140.000 nhá. Con này thì ai tin em thì chốt, nói chung là rất dễ mặc. Nhưng mà phải cao từ 1m6. Phải cao từ 1m6. Cái len này chất đẹp quá. Nhưng mà cái kiểu này thì phải đứng tuổi mới mặc được nhá. Đây. Màu đen. Ai lấy em để giá 50.000. 50.000 nhá. Chất len mỏng. Nhưng mà chất len đẹp lắm. Nó đanh ý. 50k. Chị Mỹ Dung lấy cái này này. 50.000 này. 50.000. 50.000. Ồ, một con khoác len ép màu hồng. Khoác len ép màu hồng nhá, sale luôn. Sale luôn còn 160.000 này. Sale nhá, chứ còn bình thường cái len nó dày như thế này toàn trên 200 thôi ạ. 160.000 nhá. Mỹ Dung hủy ra đi, Mỹ Dung không vừa đâu. 1m55 mặc cái đấy không đẹp. Đẹp mặc thì được nhưng mà không đẹp. Ai lấy áo này sale luôn còn 150.000 này. 150.000. Ok, váy đen đẹp đấy, cẩn thận đừng để lắm trong cái đống đồ này. 150. Một con khoác len đỏ này. Cũng dáng ngắn. Quay nền này bị xịt. Ở ngoài thì sáng nhưng vào cam bị xịt. Em này thấy không? Nhờ. Ở ngoài màu rõ đẹp. Nó chụp ảnh thì đẹp đấy. Nhưng mà quay camera, quay live stream màu bị xịt. Ôi con đỏ này đẹp này. Chất len ép cho em nhá, chất len ép. Ê có ai mở cửa hay sao ấy. Chị nghe tiếng kít kít kìa. Chất len ép, chất len ép. 190k. Không bán giảm được hơn đâu ạ. 190.000 nhá, chất len ép này. Len đen 50k là cái này à? Chị Nguyễn Thanh này. 190.000 nhá, con này đẹp lắm ạ. Thực ra là do em mặc với cái kiểu này, nhiều khi mặc cái quần này không phải cái gì cũng hợp đâu mọi người ạ. Chứ còn mấy khoác len này cực kỳ đẹp luôn. Để mà nếu mà chụp ảnh lên chắc chắn là không còn. Bị chói. Đẹp dã man.
190 của Hoa Chu. Sao ơi Tâm Đan? Đây này sale 70.000 này, màu lông chuột 70.000 nhá, len trơn. Ai lấy comment len 70k. Một con len trơn màu đen 100.000 này dễ mặc. Ai cũng cần. 100k. Sắp xong rồi lại còn khóa. Sắp xong rồi còn khóa. Huyền Hậu nó có đơn nhưng mà chốt nhỉ? 100. Ai lấy 70k để số nhá. Một cái 70.000 nhà mình không ship nhá. Con váy len mỏng cũng đẹp này, hàng hãng luôn nhá. Chất len Motogi, hai bên nó xẻ. Chị nào mặc quần len kinh ấy, xong mặc kiểu vạt vào này đẹp lắm, vạt ngắn vạt dài. Cái này phải mặc quần nhá, hoặc là mặc quần xốc ra đi bốt. Em len đen này 100.000 này. 100.000. Nguyễn Thị Minh Tâm lấy 70 này. Cái len đen dày đấy không ai lấy á, một có 100.000 thôi. 100.000 nhá, chất len cực kỳ đẹp. Hôm nay là bán gọi là xả của xả rồi. Con này cũng đẹp này. Đinh đinh này đẹp chất. Len đỏ. Dáng dài nhá. Len đỏ dáng dài khoác lên. Chị áo lấy em để 100.000 luôn nhá. Ai lấy comment khoác lên 100. Sao sao xả. Con này cũng đẹp này. 100.000 nhá. 100 cành. Ở sao nó cứ bị chói chói nhỉ? Nhỉ? Cái gì? 100.000 nhá. Có thấy hương nhá, ngọc 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 này, ok con này cũng đẹp này. Cái này 120.000 cho em này. 110.000 thôi cũng được, chất đẹp lắm. 110.000 chất len siêu đẹp luôn nhá. Các chị yên tâm đi, nhìn len đen nó không bắt mắt nhưng ai cũng cần, em nói thật. Kiểu gì cũng có một cái len đen để mặc nhá, nó dễ mặc quá ấy. Đây này. Có khóa ở đây nhá. Ai thích kéo mở ra như này cũng được. Ai thích mặc kiểu mở ra như này được, ai thích kéo thì kéo này. 110.000 chất len đẹp nhá. Chất len đẹp lắm, mỹ. Mỹ Duyên 110. Váy len màu kem. Váy len màu kem 100.000 sale này. Váy len màu kem 100.000 nhá. Ai lấy comment 100k. Váy len kem 100k. Ôi con len này đẹp quá mà hơi phai màu. Hoa một tí thì ở đây. Ai mà tẩy được thì tẩy nhá, đỡ phí. Ai mà lấy đây này em xả 70.000 này. Nó thật chất lên đẹp lắm. Quỳnh bóng. Quỳnh bóng 100 này. Ai lấy cái len đen này nhá. Thực ra là không cần tẩy cũng được, bởi vì nó chỉ một tí mép ở đây thôi, cũng không ai quan tâm ý. Mà chất len này là chất len ép. Chị nào lấy thì em sẽ để các chị 70.000 nhá. Bình thường cái len này 160-170 thoải mái luôn. À đây cũng hơi bẩn đây tí này. Sale 50.000 luôn nhá. Thực ra là mấy cái vết này thì không ai lấy, không ai thấy ấy. 50.000. Ai lấy để 50.000 luôn đỡ phí rồi vì chất đẹp lắm. 50.000. Cái váy len hồng này chắc dành cho em bé nhỉ? Cái này đi ở váy len em bé. Chắc bị lẫn đấy nhỉ? Cái váy len này của em bé thôi nhá. Bạn nào các bạn khoảng lớp 5 lớp 6 là mặc được. Không cần đến lớp 5 lớp 6 đấy, lớp tầm lớp 5 ấy nhỉ. Bây giờ bọn nó lớn mà. Tầm lớp 4, lớp 5 mặc rồi ấy. Cái váy len nhá, chị nào lấy về cho bé mặc em để 70.000 cho các chị nhá. 70.000. 50.000 của chị Hiên Đô. Này, chị nào lấy về cho bé mặc em để 70.000 nhá. Bé Kim lấy em bé. Cái đấy tầm lớp 5. Chắc nói cho lẫn nào. Bé Kim 14. Tiếp một con màu hồng. Phong. Ủa. Không phải đâu. Hơi bật. Em mới đưa ra bới cho chị đi.
nhiều dã man. Ôi tiếp một con màu hồng này. Sao nhiều quá, lên màu hồng thế. Khoác len ép màu hồng, chị nào lấy sale nhanh 130.000. Cái này là giá này là lỗ rồi nhá. Khoác len ép mà 130 yên tâm là các chị không thiệt đâu. Cứ nhận được hàng lên này em đi. 130.000. Mày ra mày bới thế thì mày ra làm gì hả con Mi? Thì ra kiểu dễ dễ ra chứ không phải là 130, 130. Một cái không ship em ơi. Em không lấy cái em bé nhé. Cái khoác len đỏ có người lấy rồi ạ. Em bé của bé Kim không lấy đâu. Bé Kim không lấy nữa. Cái em bé đẹp vãi trưởng. Thôi chị mua vải len cho cháu chị toàn hơn 300.000. Ôi giời ơi, con len dày như thế này 130.000 không ai mua. Chẳng qua là người em to mặc màu hồng không hợp. Nói thật mọi người thế thôi. Này, cứ đi xem về chất len thôi em cái. Cái đấy cũng mà ra ngoài hàng á, ra ngoài chợ á, 130 còn đập vào tay cho ấy. Không cho sờ ấy. Này, em ơi. Cái này hiểu do đổ dầu giặt ý nhỉ. Ok, chị Hiên Đô lấy bé em bé này, chất đẹp mà chị ơi đây. Đuôi cá nhá. Cái này bé khoảng lớp 5. Ôi hơi bẩn rồi, thôi bỏ lại nhá chị ơi, hơi bẩn rồi. Em mang đi cho thôi, hơi bẩn. Đừng đứng đi chị Hiên Đô. Nó hơi bẩn rồi, cái gì? Không, bỏ gì em à. Hả? Cái kiểu khăn nhá, khoác thành áo như này nhá. Em này 170.000 này. Chất len ép 170.000. 170.000. 170.000 nhá, xinh dã man luôn. Nói chung là ai cũng cần một chiếc, các chị mặc váy các thứ ấy. 170.000 đây nhá, nó có cái tay này. 170 chất len ép. Chất len ép nhá, không phải là chất len thường đâu ạ. Các chị thích mặc kiểu check-in kiểu như này các thứ đều được luôn. Thế thì chị Hiên Đô, em lấy chị cái váy 50.000 thôi nhá. Thực ra là nó bị một tí ở đuôi thôi. Chị Hiên Đô lấy cái váy hồng đi. Để chị 50.000 thôi. Không phải mặc ngược đâu, em khẳng định là không mặc ngược nhá. Cái này là mặc được hai mặt. Các chị thích mặc màu gì thì mặc. Ai thích mặc màu gì thì mặc. Không phải ngược đâu ạ. Gen đi đỗ 170, cái này em bán mòn đít rồi. Bán từ năm ngoái sang năm nay, bán nhiều lắm rồi. Cái đấy năm nào cũng hot luôn. Ơ chị tưởng hot lên đâu, chốt rồi nhỉ. Hot lên đâu nhá. Hot lên đâu 80.000 cho em này. Len đi đỗ. Giày dã man luôn, không biết bảo len đỗ có gộp phải không. Cơ của bà ấy to lắm đấy nhỉ, bởi toàn len giày mà. 80.000 nhưng mà toàn len giày. 80.000. Lấy cái váy trẻ con chị Hiên Đô chưa? Rồi. 170 hết rồi ạ, 80.000 nhá. 70.000 thôi này, sale 70.000 luôn cho chị nào lấy này. Chất len mịn nhá. Ý chị là chúng mày ra bới cho chị xem có cái nào đẹp vứt ra đây. Để chị đỡ phải bới lên, hiểu chưa? Bởi vì dưới này toàn len mỏng thôi. Chị đỡ phải bới không? Cái len đỏ này 40k, ai lấy comment 40k. Gì đấy? Áo màu xanh navy sale 80k, chất dày nhá. Xanh navy sale 80k cho ai gộp đơn. Cái màu cam rất là gì đấy? À ghi lê 80k này. Ghi lê này nhá, ghi lê len. Ai lấy để 130 này. 130.000 này. 130.000 nhá. Bây giờ 130k. Ôi con màu này cũng đẹp. Em này nhá, 50.000 này. 50.000. 80 chị Hiên Đô. 80 là cái gì? À cái này là 70 thôi, cái màu nâu. 70. Binari gộp đơn 130. Là cái yếm này nhá.
Ờ, phí nhỉ? Bỏ đi thôi. Pinari ở hộp hộp đơn gì ấy? Cái này đẹp này, mỗi tội là không hiểu cái vết thì nó ấy ra đây. Nếu mà chị nào không khó tính quá thì cũng chả cũng không sao. Bởi vì cũng không lộ lắm ấy. Chị nào lấy em để 80 nghìn nhá. Ô, phí. Không sao, chất lên ép nhá. Bình thường con này toàn 230 đấy ạ. 80 nghìn. Ê, có mỗi con lan đen mà hôm đang bán ở đây xong chị bảo chị để lại mặc của chị đâu. Cả một cái vết của chị bảo để em câu nhá. Có một cái con lan đen lâu lâu rồi bao nhiêu khách bảo là thôi để cho chị đi, chị bảo thôi để chị mặc ấy. Cũng kiểu gần gần giống như này. Chết chúng mày để đâu rồi? Nhớ không? Chắc chắn luôn, len của chị. Đây này không lộ đâu ạ. Túi nào? Chị mi xem cái túi trên bàn. Áo của chị đấy. Bình thường em bán con này là 230 nghìn nhá. Cái túi. Túi trắng. Ở bên góc này. 80 của thích, thích chuột. Thích chuột. Cái đấy của chị khác. Này thích chuột cái này đi đây em ơi. Rồi ảo dạ kìa. Thôi tí tìm nhưng mà còn nhớ không? Không đấy bao nhiêu chị bảo thôi bán đi. Chị bảo không bán đi. Nhớ khóc lên đấy không? Em cũng xin nhớ. Cái này đẹp chưa? Màu tím nhá. Này đằng sau này. Văn hoa này. Chị nào lấy em này em để 70 nghìn quên. 70k ở đây. 70 cành. Ơ áo khoác cái đấy hôm trước có người chốt rồi mà lại bị ảo. Mệt à? Mua thì mua, méo mua thì thôi, lắm chuyện đấy. 80 nghìn. Ôi trời ơi, cái này cũng đẹp này. Len đen nhá, khuy là khuy con gì đây nhỉ? Con bọ cánh cứng à? Đúng không? Đây nhá, khuy màu đỏ đỏ con bọ. Cái xinh này, chị nào lấy em để cái này 70 nghìn nhá. 70 nghìn đây khoa. Con len đen 70 nghìn, con len đen nhá. 70 nghìn. Con đấy không sao phải cắt hết đi. Khoác len 40k này. Len mỏng. Hoa chu lấy cái khoác len đen à. Hoa chu cái len đen. Tranh thủ chat với khách. Khoác len 50. Khoác len 50 nhá. Ai lấy comment khoác len 50. Đấy len trơn à. Khoác đâu mà khoác. Nhiều thế. Cái khoác này bị bẩn không? Đây. Chị nhớ không bán cái này. Bỏ đi. Chị Triệu Tuyền có đơn dư không nhỉ? Triệu Tuyền 50k. Là cái len đỏ này. Cái len hồng này nhá, ai lấy em để 70 nghìn này thề rẻ ra man luôn. Xinh nhở con này này. Có cái kiểu văn văn ấy, xinh lắm, 70 nghìn thôi. Chất len đây nhá. Sao toàn khoác hồng vậy? Tôi không biết. Em màu đen này. Ở dưới có tua rua này. Ở dưới có tua rua, em này 50 nghìn. Ai lấy comment áo lên 50k nhìn thấy không? Có cái khóa nhá. Cái này cũng là màu dạng khoác đấy ạ, 50k. Lại một con màu hồng, ở nhà sao nhiều màu hồng ấy nhỉ? Hồng cam cũng 50 nghìn. 50 nghìn nhá, khoác len hồng cam 50 nghìn này. Đây là mình khoác chơi cho mọi người đấy. Đấy thì nó chị mấy con len dày dày như này này. Đấy, đẹp lắm, đấy. Nó lẫn đấy. Con len đỏ chị lấy em sale 90 nghìn luôn này. Văn Vũ 50 nghìn chị ơi. 50 nghìn đen hay 50 nghìn cam Vũ à? Hay là 50k hồng. Hồng cam bạn ơi. Có con này đẹp. 90 nghìn này. Phải ghi màu sắc ra cho em. Đồng giá thì phải ghi màu sắc ra. Con này đẹp nhá, đây là tua rua này. Nói chung là xinh lắm, riêng màu đỏ thì không bao giờ là các chị không mặc ở đâu. Sắp đến tháng bao nhiêu đến Noel nhỉ? 12. Con vẫn mặc được. Này, ngoan lên đỏ cam. Ngoan Vũ hồng cam.
Con len xanh cổ lọ nhá, len dày 160. Len xanh cổ lọ 160.000 nhá, len xanh kẻ 160.000 chất dày. Đây cái màu đấy đẹp đấy, cái màu này. Nhìn ra xem nó sao, đẹp mà. Màu mặc trắng ra. Đỏ 90 là cái gì nhỉ? Triệu, chị Triệu Tuyền. Con này ai không lấy thì treo lên chị nhá. À, đó. Bỏ đi. Ơ, có người chốt đấy, Quy Nguyên. Chị Quy Nguyên nhá, 160. Nhiều quá, ở dưới này này. Lẫn đấy. Đây, khoác lên màu mận này. Lẫn đấy, du lên chị đấy. Cái con đấy đẹp mà, đây thì mặc. Nó bị lẫn vào dưới này. Khoác len màu này nhá, đây nó có cái rách rách này. 120.000 nhá, nó không phải bị rách đâu mà kiểu như thế. Con khoác len này 120.000 nhá. Khoác len 120.000 này. Ai lấy con men khoác len 120. Con này cũng đẹp nhưng mà như không kỹ là bị vỡ mắt cả chứ không sao đâu. Đẹp mà, xem có bị phai đâu không. Kiểm luôn đi, lúc quái hàng nữa mất công. Khoác len 120 thôi, đẹp dã man luôn, em thề với chị. Cái bình thường cái này rẻ nữa các bạn, mà 150. Không có giá 120 đâu. Nhưng cái mũ à. Khoái đội mũ lên nào. Khoái đội mũ lên nào. Nó là màu mận nhá, đẹp dã man luôn. Ai lấy phích 10.000 còn 110 cho hết này. Hôm nay em dọn kho, dọn hết đi để còn khui hàng mới vào. Đó. Đó. Thời cũng chả lộ lắm, xinh mà. Cái áo len mũ này nhá, xinh dã man luôn này. Áo len mũ này nhưng mà con khỉ á, nếu mà các chị banh ra thì nó bị vỡ hình này. Không biết là kiểu nó thế hay là do nó bị thế, nhưng mà đây để bình thường thì không làm sao. Cái áo khoác em mặc sale còn 110, ai lấy thì comment. Đây nhá, nó hơi bị một tí thì ti ở sau, nhưng mà nó không lộ nên em sẽ sale con này. Mà vứt đi thì phí lắm. Sale con này còn 50.000 cho chị nào lấy về giặt. À 60.000 cho chị nào lấy về giặt. 60.000 về cho chị nào về giặt nhá. 60.000 về giặt này. Chị Doan Nhung chốt cái khoác len 110. Doan Nhung này. Gì đấy? Nhưng mà màu này có phải bị bẩn không? Cái màu kiểu gì? Màu hồng nhạt, khoác len màu hồng nhạt 50.000. Khoác len màu hồng nhạt nhá, 50k. Ngọc lấy con khỉ kìa. Này. 50. Con khỉ của Ngọc nhá. 60. Ôi con áo lên đen này này. Anh chị có bới lên nhá, nó ở dưới. Để nó lộ vào nhau. Không có thể gì xuống xuống. Áo lên đen này. Có cái đinh ở đây nhá, có đinh này. 60k là gì ấy? Có một cái khoác, cái khoác len hồng 50k, ai lấy con khoác len hồng nhá. Đây. Form rộng nhá này, nó có hai mấy hàng đinh ở bên, nói chung là xinh lắm. Áo len này 130.000. Quá đẹp luôn. 130.000 nhá, ai cũng cần đấy các chị ạ. Áo len dễ mặc. 130. Mà cái này xinh mà cũng dễ mặc ấy. Mặc với mấy cái chân váy xòe đẹp. Nói chung là đẹp, ai tin em thì chốt con này nhá, chất len đẹp. 130.000. Ô không ai, không ai chốt cho các chị ơi. 130.000 một kéo len đắt à? Đắt quá hay sao? Rẻ quá chứ còn gì nữa. Mà chất len đẹp lắm, thật. Có thể là màu đen thì len cam nó không bắt mắt đi. Nhưng mà đến khi các chị nhận hàng ấy thì các chị lại biết là màu đen rất là dễ mặc. Và mặc với cái gì cũng hợp. Mà nó còn có cái đinh đinh ấy. Nó có đinh đinh như này. Nhu ruby lấy áo len hồng 50 này. Cái áo len đỏ 40k nhá. Áo len đỏ chất cực kỳ đanh luôn này. 40k. Khoác len xanh sale 80. À, khoác len xanh sale 80. Các chị cứ nghe, mua cả hàng rẻ tiền, hàng đắt tiền về so sánh. Rồi sẽ nghiện một loại. 80k này.
Nhu Ruby cho em số chị ơi. Cái này sale 80.000 nhá. Màu ngoài đẹp hơn trong cam nó bị sáng quá. Con len này đẹp nhá, hơi phai một tí màu hồng và một chút màu trắng. Nhưng mà nó không hề bị lộ đâu ạ. Chị nào lấy em để 60.000. 60.000 nhá. À 70.000 chứ quên. Chắc len đẹp, sale còn 70.000 nhá. 70. Doan nhung gộp cái khoa len xanh này 80 này. Cái len kẻ 70. Đây. Nhiều cực. Đây này giấy. Ô cái váy len này cho em bé thật chắc chắn luôn. Cái này cho em bé nhá, chị nào lấy em để 60.000 cho em bé này. 60.000 bé xinh xinh ấy này. Cái này bé khoảng học lớp 6 lớp 7 là mặc được nhá. 60.000 này. 60.000. Nó bé lắm, nó bé chiều ngang ấy. À mà không có khi bạn nào bé cũng mặc được ấy này, em nhỉ. Nó có giãn mà. Trên len ép cực kỳ đẹp nhá, ai lấy em để 60.000 này. 70k là cái gì? Nhu Ruby cái kẻ này. Nhu Ruby 70k. Cái hồng 60k này có ai lấy không ạ? Chị Triệu Tuyền. Cái màu cam cam nâu nâu rồi nhá. Cam cam nâu nâu 70 cành. Ai lấy comment là 70k. Thôi bỏ đi em. Thế bỏ đi. 70k kèm số điện thoại nhá, 70k. Dọn nốt kho đi. Cô sắp hết rồi đấy, dọn đi để còn mấy. Đây tặng đi. Bin hí chị ơi. Hả? Bin hí. Hí hí nhá. Bin hí. Chỉ biết là hí thôi. Con len màu đỏ. Con len màu đỏ này em này 80.000 này. Con len đỏ 80.000 nhá. Dáng như một cái khăn luôn, 80.000. 80 bới hết lên đi để bán. Cái nào bỏ thì bỏ luôn. Cho nó rộng nhà rộng cửa xem có bị sao. 80k để sale rẻ. Con màu đỏ đẹp nhá. Chất len mịn. Chị Tuyết lên hoa, ôi dồi lâu không thấy chị. 80k chị Tuyết lên hoa khách quen từ năm ngoái. Em áo len màu hồng này sale 60.000. À sale 70.000 quên. Chất đẹp nhá. Màu hoa 10, hoa 10 giờ 70k. Chị lên hai cái màu đỏ nhá. 80. Cái này 70 nhá, màu hồng em đang mặc này. Màu 10 giờ 70. Màu tím chết nhá. Màu tím chết chắc cũng đẹp luôn. Thôi sale nhanh 60.000. Chị Triệu Tuyền lấy sang màu hoa 10 giờ không chị ơi? Chị Tuyết Liên Hoa có lấy không? Để số điện thoại cho em đúng không? Em chuyển cho chị Triệu Tuyền này. Một tí thì cứ bảo tung hết ra, chúng mày lười sửa ấy. Em cũng không sửa. Tao có một tí. Cái gì cũng vứt đi. Cái này chị vừa đọc 60 à? Vâng, 60.000 chính chết. Chị cho em số nhá, 60 chị Thủy Huỳnh. Chị Triệu Tuyền có lấy sang màu 10 giờ không ạ? Cái len hoa này nhá. Đâu chị em à? Đâu? Đây á. Ui giời. Đây nhá. Cái áo này nhá, chị nào lấy em để giá 70.000. Phí 60.000 đi cho nhanh, 60.000 nhá. 60.000 nhá. Ơ đùa con 10 giờ này mà. Em thề luôn, mặc lên chất sướng cực. Mặc vào ấy, mặc vào mịn cực kỳ luôn. 70.000 thôi, rẻ vãi. Hàng hiệu luôn. Này. Chất đẹp lắm. Yên tâm, ui cái chất đẹp thật. 70.000, bảo chất đẹp không ai mua là nào. Ok chị Triệu Tuyền, chất đẹp không tin à. Em bảo chất đẹp và chất đẹp, các chị buồn cười thế. Cái này chất đẹp đấy chị Triệu Tuyền ạ, nói thật. Đã bao giờ em nói yêu các chị để bán hàng chưa? Này cái này tặng đi. 80 kia à? Không bền không? Em len này cũng xả 70.000 này. Màu navy này.
Màu navy 70.000 này. Màu navy 70.000 nhá. Chất len dày. Khoác len theo trái tim này. Khoác len theo hình trái tim. Màu đây là màu xanh than à. Nói chung con này rất là đẹp nhá. Em trái tim này đẹp 80.000. 80.000 khoác len. Len 70 là cái gì? Chị Lan Thương có đơn chưa, để số cho em với. Đây nhá. Lan Thương để số con này 80.000 này, đẹp lắm. Toàn chị khách mới đặt thế nhỉ. Chị Lan Thương để số cho em đi. 80 Tuyết Liên Hoa luôn. Cái màu cái đấy Tuyết Liên Hoa. Cái xanh của chị Lan Thương nhưng chưa để số đúng không? Bơi lên nào em ơi. Màu hồng nhạt. Màu hồng nhạt nhá, 50 cành, sale nốt. À em dán cái tường ở sau mà. 50.000. Ôi con này đẹp thế. Lên một con siêu phẩm nhá. Lên một em siêu phẩm này. Chị cái móc đi. Cái gì dùng ra được. Bù quá. Đây nhá. Một là mọi người có thể để cái như thế này các chị thắt được không ạ? Đây là nỉ chất đẹp lắm nhá. Còn là cái mũ này có thể tháo ra này. Các chị cứ có thể tháo lại đằng sau này. Ok chưa ạ? Cái này giúp em là 220. Chị nào lấy thì comment là 220. Chất siêu đẹp nhá. 210.000 thôi, là bớt 10.000. 210.000 chất siêu đẹp. 210.000 nhá. Ai lấy thì comment 210. Quá đẹp luôn, cái mũ này tháo rồi nhá. Bình thường các chị đi mua cái này 350 là ít. Gì đây? Khoác len màu 210 chị Tuyết Liên Hoa kìa. Đây nhá. Con này thì cảm giác mọi người sẽ cảm giác nó bị xù nhưng không phải đâu, chất len lông nhá. Chất len lông này. Chị Áo lấy em để 85.000. 85.000 nhá. Ai lấy comment là 85k kèm số điện thoại. 85k. Ưu tiên ai gộp đơn cho em nhá, 85k kèm số điện thoại này. Em ơi, cáo quỷ à. Cái khoác len xanh size L này, ML đều vừa. 40.000 nhá, khoác len xanh 40.000. Khoác len xanh, cô cho chị kéo len theo. 40.000. 85 Nguyễn Trà My của đơn rồi. Cái len theo rồi nhá, cái len theo giúp em 120.000 này. Len theo hoa 120.000. Len theo hoa 120.000. Len theo hoa 120.000 nhá. Size SM đều vừa. Ngọc lấy cái gì 40.000 nhỉ? Xanh. Hả? Xanh. Ngọc lấy cái xanh 40.000 này, Ngọc này. Cái hoa á tiết này nhá. Cái hoa á tiết này. 50.000, chị nào thích mặc kiểu lạ mà con á tiết này nhá. 50.000. Là không được em bỏ đi luôn đi. Ơ con len theo là không ai chốt á. Đẹp này, chất len mịn nhá, đây. Có 120 thôi. Họa tiết chị Thủy Huỳnh. Tháng này size SM nhá, 50.000. 50.000 này, chất len đanh nhá. Chất len đanh cực kỳ luôn, 50k. Ai lấy copy là đen 50k giúp em. Chị Quy Nguyên lấy cái 120 đẹp mà chị Quy Nguyên ơi. Bị giật đấy. Đây tặng này. Len đen váy sale này. Len đen váy sale này. Đây. Nó pha gen ở dưới như này nhá. Sale con này 100.000 chất len ép này. Sale nhanh 100.000 chất len ép nhá. Ai mà không lấy con này là thiệt luôn đấy. 100.000 chất len ép con này đẹp. 100.000 chất len ép. Ngồi hẳn xuống em đỡ mất không. Đứng mệt. Con len đỏ này nhá. Em len đỏ này 90.000 này. Họa tiết đỏ 90.000. 100 Tuyết Liên Hoa 90k nhá. Sale nốt này. Bị sần hay sao.
Thế đẹp mỗi tội hơi bị sần ở trước bụng, ở trước ngực này. Các chị về có máy cắt lông nhá, cắt giùm em, bởi toàn lông sần thôi. Cắt lông giùm em. Cái máy len này ai mà lấy về cắt lông em sale cho mọi người 90.000 luôn. 90.000 nhá. Loan Vũ lấy lên 90. Đây, chị nào lấy con này về cắt lông cho em nhá, em sale 90.000 luôn cho hết này. Cái gì đấy? Ôi, con len trơ màu đỏ đẹp này. Len trơ màu đỏ nhá, 50.000. Mà thôi ai lấy em để 40.000 luôn này, mặc lót bên trong. Thích chuột chốt 90. Chúng mày cứ ngồi dựa dựa vào gì? Không, em dựa đâu em. Chị đấy. Khẳng định luôn, nếu không dựa không là nữa nó đổ. Nào này ra giúp đi. Em ơi, thích chuột chốt 90. Thích chuột là cái này nhá, đừng nhầm nhá. Đây nhá. Trên bàn 90.000. À, em về dạ cực kỳ đẹp luôn nhá. Em về dạ mới. Dạ mới, đẹp lắm luôn. Em về dạ mới. Thề luôn, chất mê ly luôn. Len cổ lọ màu trắng này. Ê, cái len cổ lọ màu trắng cất lên cái túi ở trên chỗ kia chị. Biết làm gì không? Để mặc cho bạn mặc áo dạ ở len này nó không dày quá, mặc nó dễ. Con len này nhá, ưu đẹp quá mà hơi loang màu. Ô, có một em nữa nè. Đây còn một em nữa nhưng mà lại không có cái yếm. Mà cũng không bị sần, à nhưng mà nó hơi bị phai màu. Chị Hà về tẩy em vẫn để 90.000 nhá. Đây, về tẩy giúp em là em để 90.000 này. Pha gen đây nhá. Chị nào lấy con này nữa không ạ? 90.000. Dạ về cái loại đây này các chị ơi. Này, toàn dạ mới nhá, đầy đủ size, dạ Hàn Quốc. Đẹp, dã man luôn. Em ơi, chỗ này sắp đổ tiếp này. Khẳng định luôn là sẽ đổ. Đang bị chạch cái chân đi ra rồi. 40 chốt cái gì hả chị? Cái gì 40 đấy? Hay đẹp lắm này. Chị nào lấy về tẩy cho em nhá. Em sale thêm 10.000 còn 80.000. Với con tẩy này ai lấy em sale thêm 10.000 còn 80.000. Tẩy được mà. Ủa sao hết rồi đấy? Rộng nhà, rộng cửa. Con màu cam đất. Màu cam đất 70 cành. Này, màu cam đất mặc lên xinh lắm, 70.000 nhá. 70. Minh bẹp, ok Minh bẹp. Ôi dạ để một buổi em quay, em quay riêng. Dạ đấy là dạ new mà em bán giá có từ 400 đến 550 thôi nhá. Em cam kết chất đẹp toàn là hàng hãng. Nó sale bình thường các chị đi mua toàn 1,5 triệu, 2 triệu một cái dạ đấy. Khẳng định luôn. Minh bẹp cho chị số em ơi. Khoác len màu hồng 60.000. Khoác len màu hồng 60.000 này. 70k mỹ dung cái màu cam ấy. Và màu hồng ấy. Đây nhá. 60. Con màu đỏ này 40.000. Em len đỏ này nhá, chất len cực kỳ đanh luôn, 40k. Minh đẹp vào số rồi kìa. Thôi bỏ thôi. Váy len hồng cổ pha gen này. Váy len hồng cổ pha gen, tay pha gen. Sale 70k. Cái gì 60k, ông cao men đặc điểm của tôi cả khoác len 60k rồi ok, nhu. Nhu ruby này, cái khoác len 60 này. Cái len dáng rộng này 40.000 màu cam đất nhá, 40k. 70k là cái gì? 70k thích chuột này. Con màu vàng này cũng đẹp luôn nhá, 60 này. Em màu vàng này 60.000, ơi nhưng bị bẩn rồi. Bẩn thế sao? À không phải. Không phải, không phải. 60.000 nhá. Điểm sao đấy? Ô con váy đây này đẹp lắm nhưng mà mỗi tội là cái lông lông này các chị về phải giật giật nó ra nhá, nó hơi bị dính. Cái lông ấy cắt lông đi là được nhá. Cái này sale luôn, bình thường bán hơn 2 lít đấy. Cái váy len đen này chị nào lấy em sale 130.000 luôn nhá. 130.000 chất đen này siêu đẹp. Cái đuôi cá về giật em cái lông đi tí. Bởi vì nhà em bận có nhiều việc không kịp cắt.
130.000 nhá. Ai lấy comment 130 cái váy này. Ở dưới pha gen như này nhá. Đấy. Đấy các chị nhìn thấy không? 130. Không bỏ đi. Khoác màu non chuối rất đẹp. 40.000. 40.000 nhá. Đi vào nó. Màu trắng hay bị lắm. Ê lọc lại chỗ này này. Cái khoác len đen này nhá. Cái khoác len đen này 120.000 này. 40 gì đấy? Chị không biết chị vứt cái gì luôn. Hình như thế này. Hoa chu hình như thế. Cái váy len này này này. Có áo len họa tiết này. Stop một cái áo len họa tiết nhá. 120. 120 ai lấy comment 120. Nếu không thì treo lên nhá. Này cũng đẹp. Gì? Cái này nhìn sao đây, cái này đẹp lắm. Sao nhiều quá, tôi chả muốn bới đâu, mệt quá rồi. Chán không muốn nói nữa rồi. Nọn chuối. Rồi các chị phải thích mua gì cả, cần tìm nó chán quá. Chán không muốn quay siêu phẩm nữa nhé. Đây, con đẹp hay màu nói. Len ép màu hồng. Len ép màu hồng nhá, len ép màu hồng. Sale luôn 90.000 này. 90.000 chị Triệu Tuyền lấy 120 này. Cái này 90.000. Sao? Nó bị vai rồi. Có tẩy được không nhỉ? Bị nhiều phết đấy, không tẩy đâu. Một tí, một chấm, một hai chấm thì tẩy dễ nha. Lang của mồi ra khó. Nhiều lắm chị ạ. Hồng. Lan thương. Cái len cổ lọ nhá, len lông. Em này 150.000 này, quá đẹp luôn. Em len len lông của nhá, các chị mặc đi bốt cho em. Mặc ngang đùi đi bốt cho em, siêu chảnh luôn, màu này đẹp. 150.000. Ai lấy comment 150 nhá. Đâu luôn quá. Ai lấy comment 150 kèm số điện thoại. Bia bị bởi lại rồi. 150 kèm số điện thoại nhá. Chị ơi, chị Triệu Tuyền lấy áo len họa tiết, không phải áo khoác đâu đâu nhỉ. Đổi lại đi, cũng bằng giá nhau mà. Đâu nhỉ? Cái áo len họa tiết đâu. Áo len họa tiết đi chị tìm nhá. Đây nhá chị Triệu Tuyền nhá. Chị lấy cái 150 này luôn đúng không ạ? Chị Triệu Tuyền 150, cái này to lắm chị ạ. Lên khoác len sale một chút này. Khoác len này nhá, khoác len này sale còn 110.000 này. 110.000. Áo len tiêu nhá, 110.000. 110 cành, em ơi chị ạ. Cái len xanh vạt này nhá, sale còn 70.000 này. Xanh vạt sale còn 70.000 nhá, xẻ vạt một bên 70k. 70k nhá. Cái cũng đẹp. Chị Lan thương lấy khoác len 110. Lấy chị 100 được. Cái khoác len nâu rồi nhá. 90.000, 80.000. Khoác len nâu mỏng này, 80.000 này. 80.000. Em sale cho nốt thôi. Sale nốt cho nó rộng nhà, rộng cửa. Còn treo hàng mới, nhiều lắm rồi. Đây nhá, con khoác len dài, chị nào từ 1m63 trở lên mặc đẹp này. Chị nào lấy em sale còn 120 nhá. Sale còn 120. Cái này quá dày luôn.
120.000 chất đẹp nhá, bẻ được của bé em đang bầu rồi. Lộ. Chị nào cao cao to to một chút mặc rất là ok luôn, 120. 120. 110 Lanh đang mặc nhé, là cái khoác len đúng không chị? Chị lấy cái khoác len tiêu đúng không? 120 quát này. Chị Lan thương lấy cái khoác len tiêu à? Cái 80.000 là cái gì nhỉ? Ha Nguyên lấy 80 để số cho em. Đây là cái tua đua ấy, cái nâu nâu tua đua. Ha Nguyên lấy để số cho em nhá. Dồn đơn túi cũ. Cái áo đây này chị áo lấy em sale 90.000 này. Chất đẹp nhá, sale 90.000. 90 cò, chất đẹp nhá, chất len mịn nhá, 90.000. Không có chỗ mà đi đâu rồi. Mà sao? Phải lâu lắm. 90.000. Chị Hà Nguyên là cái màu nâu rồi nhá. Rồi nâng túi cũ. Em xem chị có mày mã gì thì bán như thế. Cái len đen trơn này chị áo lấy em để 70.000 nhá, chất đẹp cực. Chất đẹp cực 70.000, ok chị. 70.000. 70.000, để ra khoát đi em bỏ đi à? Phải được không? Không phải được. Ố ngả vàng luôn rồi. Thấy vừa đẹp. Em len đen cổ lọ size S này. Len đen cổ lọ size S nhá, 80. Đen 70 Thủy Huỳnh này. Con này chất cũng đẹp thôi, 70.000 luôn cho nhanh này. Size S nhá, 70k. À, con khoác len màu hồng mà chất đẹp mà các ông không tin. Có ai thích màu hồng không? Con này chất đẹp nhá. Ai lấy? Em để 120 thôi, sale nốt. 120.000 này. Màu này đẹp mà. Chất cũng đẹp, chất mịn, 120. Sao? Sai quá. Cái bài đấy á, mấy lần về rồi rồi sai. 120.000 sai nhiều không? À thôi ai lấy 110.000 luôn nhá. Cái sọc xanh bao nhiêu chị, sọc xanh này? Cả một cánh tê này chị. Sai nhiều không? Nên một cánh tê này. Đâu? À bị chấm 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 à? 110.000, ô chất lên đẹp dã man luôn. Tiếc con này quá. Chị thích cái này là sợ không tẩy ấy. Pin ý lấy nhá, chất đẹp nhá. Này treo chị cái chân váy lên cái. Ơ thế đùa, cái này không ai lấy thật à? Cái len màu đen này không ai lấy thật à? 120.000 nhá. Cái len đen đinh này nhá, 120 không ai lấy, mình để mặc ấy, chất đẹp lắm. Này nó có đinh ở tay nhá. Nói chung là rất là xinh, kiểu mặc kiểu chất chất ý. Màu đen trơn mà lại form rộng vừa. Chứ không phải kiểu rộng quá đâu. 120.000 nhá. Xe M. 120.000. Đẹp dã man. Cái xanh lá. Em lấy cái đen sọc nãy nha là gì? Khoác len này em. Cái khoác len này á. Cái len ghi này chị nào lấy em để 80.000 luôn cho hết nhá. 80.000 này chất siêu đẹp. 80.000. Chất siêu đẹp. Đúng rồi. 80.000 chất siêu đẹp nhá. Con len can này cũng không ai lấy được, quá tiếc luôn này. Chất len ép 100. Đây nhá, thích mặc sơ vi lên thì mặc kiểu như này nhá. Mình thích mặc suông này. Form rất là đẹp luôn. Đây là mình đang bầu luôn. Đen size hết cổ lọ là cái gì? Làm gì có cái đen size hết cổ lọ nhỉ? Shipbo có đơn nào? Alo ạ. Nhưng mà có thì cũng chưa đóng. À không anh ạ. Vâng vâng. Cái len đen nhá, mà anh không thấy nhảy đơn nên không biết à? Cái len đen này nhá, đen trơn này chị nào lấy em để 90.000 cho các chị nốt này. Chất đẹp lắm. 90.000.
100k chị Thủy Huỳnh nhá. Chị la hàng sau, la hàng lên mạng chậm ấy nhở. Cái lên đây này chất đẹp này. Khoác lên pha gen nhá, 40k khoác lên mỏng. Rồi ok, thôi mọi người inbox thông tin cho bên em nhá. Hà Nội con len len đen trơn này đẹp này. Một con đen trơn này size ML, cổ bẻ nhá, cổ sen ấy, 50.000. Len đen trơn cổ sen 50.000. Cái gì đấy hả Mi? À Tâm Lan. 50k. Mặc thử cái gì hả bà ơi, tôi đang bầu nhá. Cái nhiều cái len bé quá tôi không mặc vừa đâu. Nhá, thôi rồi mọi người inbox thông tin nhá. Mọi người giọng nốt chỗ này. Mọi người inbox thông tin cho bên em chốt đồ cho mọi người nhá. Từ 2 cái trở lên gửi hàng nhá. Bye bye mọi người, nếu đơn nào to quá thì vui lòng cho em tách đơn nhá. Rồi cảm ơn mọi người.